Xin chào các bạn, Hà Thương rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin bóng đá hàng ngày của bóng đá 24 giờ TV. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Nhận định vòng loại World Cup 2022 Malaysia Việt Nam 23 giờ 45 phút ngày 11 tháng 6, đừng tưởng thắng dễ. Malaysia ở một đẳng cấp khác so với Indonesia nên đừng nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ thắng dễ và thắng đậm như trước đội bóng xứ vạn đảo nhưng với phong độ càng cao trên nền của sự hưng phấn tột cùng ở một tập thể giàu sức chiến đấu, cùng với sự kỵ dơ trên băng ghế huấn luyện, niềm tin thắng tiếp của thầy trò ông Park Hang-seo vẫn rất phơi phới. Cả hai cùng phải thắng. Mong mỏi Indonesia sẽ cản bước được đội tuyển Việt Nam của ông Tan Cheng Hoe đã tan thành mây khói, thậm chí vị chiến lược gia này có thể thêm mất ăn mất ngủ khi chứng kiến cuộc tàn sát Indonesia đến 4 bàn không gỡ của đoàn quân ông Park Hang-seo. Lúc này cách biệt giữa đội tuyển Việt Nam đã lên đến 5 điểm, trong lúc vòng loại chỉ còn hai trận nên hy vọng lật ngược thế cờ là khá mong manh nhưng khi hy vọng vẫn còn dù là không nhiều malaysia vẫn phải níu kéo thắng đội tuyển việt nam là mệnh lệnh với thầy trò ông tan cheng hoe nếu không muốn dừng bước trước vòng loại thứ hai có thể thấy áp lực đối với Malaysia vào lúc này là rất lớn. Không chỉ sức ép buộc phải thắng, Malaysia đã nhận mũi dìu dữ dội của dư luận cũng như giới chuyên môn sau thất bại 0-4 trước UAE. Ở đó, nguồn cầu thủ nhập tịch là tâm điểm của sự chỉ trích khi những Sumare, Liridon hay De Paula đã không thể hiện được những phẩm chất chuyên môn như kỳ vọng. Khác với Malaysia, bầu không khí của đội tuyển Việt Nam đang cực kỳ sáng lạng khi chiến thắng 4 sao trước Indonesia đã tiếp tục đưa thầy trò ông Park Hang Seo độc tôn ở ngôi đầu. Cho dù phải đối mặt với những khó khăn về quá trình chuẩn bị, nhân sự sứt mẻ do chấn thương và thẻ phạt, nhưng quần quay của đội tuyển Việt Nam dưới trường ông thầy Hàn Quốc vẫn đang vận hành trơn tru, bằng chứng là thắng Indonesia 4-0. Khi kết quả tốt thì tất nhiên áp lực cũng được cởi bỏ, tinh thần phấn chấn và luôn thể hiện khát vọng chiến thắng, sự tự tin cao nhất. Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng có một điểm chung như Malaysia là phải giành trọn vẹn 3 điểm trong cuộc chạm trán lần này. Bởi 3 điểm trọn vẹn sẽ mở ra cơ hội đi tiếp rộng hơn cho thầy trò ông Park Hang Seo ở vòng loại World Cup 2022. Nếu không thắng, đội tuyển Việt Nam có thể rơi vào tình cảnh ngặt nghèo hơn bởi ở lượt đấu cuối phải đối mặt với ngọn núi khổng lồ UAE đang bách chiến bách thắng từ khi vòng cô loại quay trở lại. Đừng chủ quan Malaysia vừa thua đậm nhưng đội bóng này có thói quen trỗi dậy mạnh mẽ sau một thất bại. Họ thường thi đấu trận sau tốt hơn trận trước. Những cầu thủ nhập tịch như De Paula, Liridon hay Sumare bị chê tơi tả sau khi mở nhạt trước UAE, nhưng không vì thế mà đánh giá thấp những dòng máu ngoại trong đội hình của Malaysia. Nên nhớ UAE bây giờ là ở một đẳng cấp khác so với trước sự tự tin của huấn luyện viên Bert van Merwijk. Nên việc các cầu thủ nhập tịch nói riêng và Malaysia nói chung không thể hiện được năng lực cũng là điều dễ hiểu. So với đội tuyển Việt Nam, đoàn quân của ông Tan Cheng Hoe được đánh giá có cùng đẳng cấp, trình độ chuyên môn, nên cơ hội cho những đợt Paula, Liridon Vững vàng là khả dĩ hơn, nên nhớ trước đó chính The Paula là tác giả của bàn thắng vào lưới Coes để cân bằng tỷ số một đều khi huấn luyện viên Tan Cheng Hoe còn sử dụng đội hình tối ưu trong hiệp 1. So với Indonesia, Malaysia sở hữu con người tốt hơn, bản lĩnh và kinh nghiệm của các học trò ông Tan Cheng Hoe cũng cao hơn hẳn, khi Malaysia sử dụng một đội tuyển quốc gia thực thụ, chứ không phải là U22 mở rộng như của Indonesia. Nền tảng thể lực, chiều cao của các cầu thủ Malaysia cũng vượt trội hơn so với đội quân của xứ vạn đảo. Những khác biệt ấy hứa hẹn sẽ đem đến thách thức nhiều hơn cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia đối thủ được dự báo mạnh hơn đội tuyển việt nam cũng còn đối mặt với một khó khăn mới trong đó việc quang hải bị treo giò có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của đội nhà tất nhiên huấn luyện viên park hang seo vẫn có nhiều phương án để thay thế nhưng quang hải là cầu thủ có khả năng gây đột biến cao nên sẽ không dễ để khỏa lấp khoảng trống mà tiền vệ này để lại dẫu thách thức nhưng nhìn toàn cục đội tuyển việt nam vẫn thuận lợi hơn về tâm lý được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút về chuyên môn lịch sử đối đầu trong thời gian gần đây cũng ủng hộ nhà đương kim vô địch aff cup hơn nữa, làm viên Park Hang-seo đang chứng tỏ là đối thủ kỵ dơ với ông Tan Cheng-hoe khi thắng 3 hòa 1 trong 4 lần đấu trí lẫn nhau. Với sự tổng hòa của những yếu tố trên, niềm tin để đội tuyển Việt Nam giành trọn vẹn 3 điểm trước Malaysia không phải là nhỏ. Dự đoán tỷ số Việt Nam 2, Malaysia 0. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin ngày hôm nay của Bóng đá 24 giờ TV. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, và chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin nóng hổi đến từ chúng mình nhé xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo